Những sao Việt nhận được của hồi môn khủng đủ để đổi đời. Rất nhiều sao Việt như Lâm Khánh Chi, Khởi My nhận được của hồi môn khủng trước khi theo chàng về dinh. Lâm Khánh Chi. Trước khi đám cưới diễn ra, Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ về của hồi môn cô nhận được từ bố mẹ đẻ là biệt thự 3 tầng tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, có giá 7 tỷ đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt. Theo thông tin Lâm Khánh Chi nghe ngóng thì nhà chồng sẽ chuẩn bị cho cô và ông xã một căn nhà riêng tại Vũng Tàu và chuẩn bị tất cả trang sức cưới hỏi. Mới đây, đám cưới của Lâm Khánh Chi đặc biệt gây chú ý bởi những món quà hồi môn siêu khủng. Khởi My. Trong lễ đính hôn, Khởi My được mẹ chồng trao vòng tay, kiềng cổ và cả bông tai bằng vàng. Đến ngày cưới, mẹ Khởi My cũng tặng lại con rể một chiếc kiềng vàng. Ngoài ra, trên cổ cô dâu cũng đeo rất nhiều dây chuyền và vòng tay bằng vàng khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Hải Băng. Nữ ca sĩ được gia đình chồng tặng rất nhiều trang sức bằng vàng, gồm dây chuyền, vòng tay trong lễ đính hôn với Thành Đạt. Thủy Tiên. Ngày cưới, ca sĩ Thủy Tiên được chồng và người thân trao cho rất nhiều trang sức có giá trị. Được biết, tổng giá trị trang sức giọng ca Giấc Mơ Tuyến Trắng Đường Dẫn trong ngày cưới lên tới gần 2 tỷ đồng. Trà My Idol. Ca sĩ Trà My được gia đình tặng của hồi môn bằng vàng trong ngày trọng đại. Ngoài ra, Trà My còn nhận được rất nhiều trang sức được thiết kế tinh xảo và có giá không hề rẻ. Hoa hậu Thu Ngân. Trong lễ thành hôn, Hoa hậu Thu Ngân được tặng nhiều vòng kiềng bằng vàng, nhẫn vàng. Đặc biệt, theo nguồn tin được biết, mẹ ruột Hoa hậu còn tặng cho con gái một chiếc nhẫn kim cương có giá xấp xỉ 1 tỷ đồng. Khi về tới nhà trai, gần chục chiếc kiềng vàng loại lớn trên cổ khiến Thu Ngân khá vướng víu, nên cô phải nhờ người thân tháo bớt vàng đi cất cho tiện di chuyển.